Đây là những giống đậu ván tím rất là đáng trồng nha mọi người. Nó sẽ được thu hoạch suốt luôn á. Quá trời luôn, rất dễ trồng. Chỉ cần một giây như thế này thôi, chúng ta có thể thu hoạch liên tục. Màu rất đẹp. Luộc lên thì nó sẽ mất đi màu tím. Ăn rất là mềm. Và rất là hột của nó, nếu mà bạn để già thêm chút xíu nữa, bỏ vô nồi cơm hấp, nó sẽ ăn cái cảm giác hơi bùi bùi, rất là ngon. Cái này mà mình hái lúc non á, mình vô mình xào những món đơn giản như xào đậu hũ, xào nấm hay là xào thịt bò gì đó cũng đều được nha. Đây là một mùa thu hoạch đậu ván tím khá là nhiều. Và đây là lần đầu tiên mình trồng. Cây nó rất là nhiều, nó sẽ ra rất là nhiều lứa. Mình hái hết lứa này thì trên cái cọng này nó sẽ xuất hiện bông và nó sẽ tiếp tục cho trái. Và đẹp quá, quá xá luôn, thu hoạch liên tục ấy mà. Trên trời xanh rất xanh, vẫn hiên nhà em bé còn con, ước đâu cần chi lớn lên biến.